Để sữa của mình hút ra được cái độ béo cao thì các mẹ sẽ phải kích thích được cái phản xạ xuống sữa để có thể lấy sữa sau được nhiều. Phản xạ xuống sữa là gì? Là khi em bé bú á, nó sẽ kích thích lên não bộ để giúp cho các nang sữa co thắt và tống một lượng sữa ra, biểu hiện là bé bú bên này, sữa chảy bên kia. Nhờ vậy mà em bé sẽ lấy được sữa tối đa trong các nang sữa. Nếu không có cái phản xạ này, em bé chỉ lấy được sữa trong các ống sữa thôi thì cơ thể nó sẽ không có tống sữa ra ngoài. Vậy thì càng có nhiều phản xạ xuống sữa thì em bé càng bú được nhiều sữa sau và sẽ bú được nhiều cái sữa béo. Vậy thì khi mà mình hút sữa, mình cũng phải kích thích được cái phản xạ xuống sữa đó thì mình mới hút được cái sữa sau nhiều, nhiều béo hơn cho bé ha. Vậy thì có một số những cái cách để mà mình massage, mình kích thích phản xạ xuống sữa. Bây giờ mình cùng điểm qua một số cách nha. Cách đầu tiên là mình dùng chế độ massage của máy. Khi mình mở máy lên, mình bật cái chế độ massage khoảng 2 phút. Cái chế độ massage của máy nó là cái chế độ mà hút nhanh, ví dụ như hút nhả, hút nhả, hút nhả. Khi chuyển qua chế độ hút thường thì nó sẽ chậm hơn, đó là hút nhả, hút nhả. Vậy thì mình để 2 phút massage, sau đó mình sẽ chuyển qua hút thường khoảng 3, 4, 5 phút gì đấy. Sau khi mà sữa mình thấy nó xuống chậm rồi, mình lại chuyển về massage trở lại. Mình cứ xen kẽ như thế, 2 phút massage và 4, 5 phút hút, 2 phút massage, 3, 4, 5 phút hút. Cứ như vậy cho tới hết cửa hút ha. Thì thời gian của một lần hút sẽ dao động khoảng chừng 20 cho đến 30 phút. Còn nếu như mẹ nào kích thích phản xạ xuống sữa bằng cái chế độ massage của máy không thành công, mình có thể massage bằng tay để giúp cho sữa xuống dễ hơn. Đây là một số cách để giúp cho các mẹ massage xuống sữa nha. Đầu tiên, mình có thể dùng 5 đầu ngón tay, chụm 5 đầu ngón tay và vê quần vú với đầu ti. Cách thứ hai, đó là mình sẽ vuốt như thế này. Cách thứ ba, mình sẽ lăn đầu ti trong lòng bàn tay. Cách thứ tư, mình dùng 2 đến 3 đầu ngón tay, mình lăn tròn như thế này. Mình thấy cái cách nào mà mình dễ xuống sữa thì mình sẽ dùng cách đó. Có thể phối hợp cách 1, cách 2, cách 1, cách 3 hoặc là 1, 2, 3 luôn cũng được. Miễn là mình cảm giác là mình kích thích xong và mình xuống sữa dễ thì mình sẽ đưa máy vào mình hút ha. Đó là những cái cách mà giúp mọi người với kích thích phản xạ xuống sữa. Ngoài ra là nếu mà mẹ nào mà khó hút sữa sâu quá thì mình có thể có một cái động tác nữa, đó là khi mà mình hút sữa bằng máy á, thì mình dùng cái tay á, mình dùng tay mình hơi đè vô các cái mô vú, đè khoảng 2-3 giây rồi thả, đè khoảng 2-3 giây rồi thả, cứ đè nhiều vị trí như thế này để mình đẩy sữa ra phụ trong cái quá trình mình hút sữa nha. Như vậy thì mình cũng sẽ giúp đẩy cái sữa sâu ra nhiều hơn và mình sẽ nhận được cái sữa nhiều béo hơn ha.